thì cứ hay hỏi em là làm cái chuyện cống rãnh canh mương ấy, cái phần mở bài bằng miệng ấy thì có lợi hay là có hại? Nhưng mà em hỏi lại các anh một câu đó là nếu như bây giờ em bảo nó có hại thì các anh có cai nghiện được không? Em nói thật luôn, anh nào chưa nghiện thì không biết, chứ anh nào mà đã có cái niềm đam mê cống rãnh canh mương với những con hào thì em đảm bảo luôn là không bao giờ cai nghiện được đâu vì mỗi lần mà các anh cảm nhận nếu như mình có kỹ năng mình có kinh nghiệm môi và lưỡi của mình linh hoạt thì mình sẽ thấy là cái phần mở bài đấy nó thật sự là tuyệt vời anh sẽ thấy cái mạch nước ngầm của của của, của vợ mình nó nó thật là giặt rào nó chảy về như nước lũ mùa hạ nên nếu như không có cái phần đấy thì em đảm bảo luôn là cái cuộc yêu đấy nó sẽ trở lên một là nhạt hai là khô ba là rát bốn là không có cảm xúc nên là để bắt các anh là không không được làm chuyện đó nữa thì không thể được đối với những anh đã có kinh nghiệm từng trải đúng không thế thì bây giờ em chia sẻ như thế này đối những với những cái cái cống rãnh canh mương những cái canh mương nào mà các anh thấy là nó sạch sẽ nó không có rác không có rau mùi rau kinh giới nó thơm tho nó ngọt nước thì các anh cứ chiến đấu nhiệt tình giống như là một bữa sáng tuyệt vời cho em ăn từng chút từng chút một thưởng thức từng chút từng chút một và đừng để rơi giọt nước nào các anh nhá còn đối với những cái cống rãnh canh mương mà nó nhiều rác quá nó nhiều rau mùi rau kinh giới quá thì em đảm bảo luôn là cái cống rãnh canh mương đấy bị ô nhiễm rồi nên các anh ơi các anh làm ơn là chạy chạy xa chạy xa hàng cây số cho em chứ đừng bao giờ cố quá cố quá là lại thành quá cố đến một lúc một thời điểm nào đấy lại cảm thấy là hối hận đấy các anh ạ nha nên là các anh phải phải chọn chọn cống rãnh canh mương thật là cẩn thận, thật là chu đáo giúp em. Và khi đã chọn được một cái cống rãnh canh mương mà nó cảm thấy hợp với gu của mình rồi, thì phải thật là nhiệt tình nhá, các anh nhá. Mà các anh cống rãnh canh mương ngon như thế rồi, mà các anh vào cái phần trả bài mà các anh lại bị chớ sớm nhanh ra, là chị em hay bị kiểu hụt hẫng như kiểu là rơi từ trên cành cây rơi xuống đất đi các anh ạ. Nên hãy tập trung thêm giúp em là kỹ năng là đã ok rồi nhưng tập trung giúp em thêm cái thời gian. Thời gian bên trong tính từ lúc, lúc đi vào ít nhất nó cũng phải khoảng tầm 10 15 phút đổ lên, 20 25 phút đổ xuống tùy nhu cầu của từng phụ nữ nhá. Nhưng nếu như các anh không có đủ cái thời gian đó thì chị em sẽ bị tụt cảm xúc và cảm thấy chán nản. Nên nếu như anh nào đang bị cái tình trạng như thế thì nhắn tin cho em, dùng ngay một cái liệu trình cao a à quang của em Quỳnh thôi. Em hỗ trợ đến năm nay là 3 năm rồi. Em hỗ trợ phải đến 560.000 anh cải thiện tình, tình trạng chớ sớm rồi Nên là nhắn tin luôn trực tiếp cho em Để em có thể hỗ trợ Tư vấn và support trực tiếp luôn cho anh nhá Kể cả anh có đi ra ngoài um, Tìm cống rãnh kênh mương mới Thì anh cũng tự tin hơn rất là nhiều anh trai nhá